Đây là một bộ phim giả tài liệu kể về một pháp sư phương Tây trong hành trình đi trừ tà ở một vùng quê nọ cho một cô gái trẻ, rồi bị chính con quỷ ám rủ ăn bún cua. Cụ thể câu chuyện ấy sẽ như thế nào? Tất cả sẽ có trong recap The Last Exorcism, được múa phím bởi Content Sang Sung và Tô Quan Quại. Để có trải nghiệm tốt nhất, mời các viewer xem phim và tự cảm nhận. Câu chuyện bắt đầu với Cotton Marcus, một người đàn ông bình thường, có một gia đình bình thường, nhưng có một gia phả không hề tầm thường. Ba đời nhà anh này làm truyền giáo có tiếng tại khu vực. Do tuổi cao sức yếu, cha của Cotton truyền lại vị trí cho con. Kể từ đó, Cotton với cái mồm dẻo kẹo, thuyết câu nào là thấm câu đấy. Anh đã dần chiếm được lòng tin của người dân địa phương. Nhờ có thành tựu đó mà Cotton đã được mời làm nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu về mục sư làm nghề trừ tà còn hoạt động. Như vớ được sân khấu cho kỹ năng của mình, Cotton bắt đầu múa miệng kể về gia đình này, rồi nhận thức được bản thân sẽ gắn bó với công việc thuyết giáo từ khi còn nhỏ, đồng thời hiểu được tầm quan trọng của công việc ấy đối với cộng đồng của mình. Khi được đi với bố sinh hoạt ở nhà thờ, vợ anh cũng confirm, khẳng định chồng mình sở hữu ADN của người thuyết giáo tài ba. Nói chung trình thuyết giáo của Cotton cứ phải gọi là đỉnh lắm kịch trần. Kể cả khi anh nhét công thức bánh táo của mẹ vào bài thuyết giảng thì người nghe vẫn sẽ cứ răm rắp nghe theo như một lời sấm. Sau đó Cotton đã đưa những nhà làm phim đến mục sở thị cuốn sách bách khoa toàn thư về quỷ mà gia đình mình sở hữu. Theo như lời của cha Cotton, cuốn sách bên cạnh cung cấp in tư để phân loại quỷ nguy hiểm ra, còn có cả phương thức để trục xuất chúng về nơi chúng thuộc về. Chính ông đã sử dụng kiến thức trong cuốn sách để thực hiện 150 vụ trừ tà. Quan điểm của Cotton về quỷ cũng khá là lạ. Anh coi những thực thể này sinh ra để chuốt ngôi chúa. Linh hồn của một người thường xuất hiện sự xung đột giữa cái thiện và cái ác. Và chúa đại diện cho cái thiện, muốn bạn hướng đến ánh sáng của ngài. Còn ác quỷ thì muốn chiếm lấy linh hồn của bạn. Nên trong kinh thánh cũng sẽ chứa những thông tin về ác quỷ. Anh cũng chia sẻ thêm rằng, nếu bạn tin vào chúa hoặc những người theo đạo thiên chúa, thì bạn sẽ tin vào ác quỷ. Và chúa về cơ bản là một người trừ tà. Theo nguồn tin chỗ nào đó mà Cotton tìm hiểu được, thì lễ trừ tà hiện nay vẫn còn khá phổ biến. Nhiều người cho rằng việc bị quỷ ám sẽ dần mất đi vào tuổi trung niên hoặc được chạy chữa bằng khoa học. Nhưng anh bảo sai, vì những con quỷ không thể dễ biến mất như thế được. Các mục sư ở Vatican vẫn còn thực hiện những nghi thức đó để giúp trục vong cho những người đang bị ma ám. Nghe nãy giờ thì thấy khứa này có vẻ tìm tòi đấy chứ. Cho đến khi chính anh ta khẳng định bản thân không tin vào ma quỷ. Cô phóng viên thì lại hiểu đây là một câu gián tiếp nói Cotton là thằng bịp. Khi anh làm lễ trừ tà mà không tin vào thế lực mà mình đang đối diện, Cotton giải thích rằng đó không phải là lừa đảo. Anh chỉ đang cung cấp dịch vụ cho người cần thôi mà. Na ná việc chữa lành tinh thần của các tâm lý gia vậy. Bên cạnh đó anh cũng khẳng định việc thuyết giáo hay trừ tà đều xuất phát từ những tư duy tự động được xây dựng khi mình còn nhỏ. Và chí ít nó giúp cho khá nhiều người khi họ cần được cảm thấy thoải mái hơn. Có thể hiểu Cotton là người truyền giáo nhưng lại không tin vào tín ngưỡng mà thay vào đó tin vào khoa học. Khoảnh khắc anh nhận ra sự mâu thuẫn về hệ thống niềm tin của mình là khi đưa con trai vào viện chữa bệnh. Thay vì cảm ơn Chúa ban phước thì anh đã cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa con mình. Thêm vào đó khi đọc một bài báo nói về sự kiện bé thiệt mạng khi đang trừ tà, Cotton càng cảm thấy việc trừ tà dần trở nên lố bịch. Và điều những người bị quỷ ám cần là bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần, chứ không phải là người trừ tà. Nội dung ghi hình tài liệu lần này là để Cotton vạch trần những chiêu trò trừ tà nhảm nhí mà lại vô cùng tốn tiền của các mục sư, kể cả công việc của bản thân. Mồm nói là thế nhưng Cotton vẫn khai thác tối đa cái danh phận được kế thừa. Thậm chí còn có cả website và địa chỉ để những người cần trừ tà sẽ gửi yêu cầu đến. Và hôm nay, Cotton nhận được một bức thư viết tay đến từ Ivan Wood. Chăm nghe không bằng một thấy, Cotton lập tức chốt kèo. Anh sẽ cùng hai người quay phim đến đó, ghi hình lại quá trình trừ tà của mình, rồi cho cả thế giới biết nó ngớ ngẩn và nực cười đến mức nào. Trên đường đi, Cotton đã có đôi lời mô tả về cảnh sắc hai bên đường. Nghe thì có vẻ rất là chuyên môn nhưng lại có hàm ý mỉa mai. Nào là cảnh vật và văn hóa con người ở đây sặc mùi ám khí, cho đến những ngôi nhà cũ kỹ bị bỏ hoang, rồi cả mấy thứ lặt vặt khác nữa, tạo cho người ta cảm giác ma quái, kinh dị. Trước khi đi tiếp cận địa chỉ trong thư, đoàn người dừng chân nghỉ tại một motel, sẵn tiện để Cotton diện đồ trừ tà luôn, rồi tiếp tục lên đường để chiến đấu với quỷ dữ. Thực chất Cotton cùng hai người quay phim đang trên hành trình vạch trần sự thật ở một vùng đất mà anh cho là đầy rẫy câu chuyện ma quỷ, và những câu chuyện đó đã ăn sâu vào tiềm thức của những người dân ở đây. Khi Cotton tấp vào một cửa hàng tiện lợi để hỏi đường thì ngay lập tức người dân đã cảnh báo với anh rằng nơi Cotton sắp đến được xem như cánh cổng dẫn đến địa ngục. Càng hỏi đường thì anh càng nhận được nhiều lời cảnh báo hơn từ người dân. Nào là khu vực đó có một giáo phái và có cả một điện thờ của giáo phái đó. Người đứng đầu giáo phái luôn trăn trở về việc phải hiến linh hồn của một người nào đó cho quỷ dữ. Nơi đây còn có cả bãi đáp của UFO nữa. Sau khi nghe xong những lời cảnh báo đó thì Cotton chỉ cười mỉa, cho rằng đó chính xác là những bằng chứng cho thấy người ở đây mụ mị đến cỡ nào. Họ đang lo sợ, ám ảnh về thế lực hắc ám cơ đấy. Cotton đi theo chỉ dẫn của dân địa phương. Đang chạy vào thì Cotton thấy một chiếc xe chạy ngang qua, rồi nó dừng lại. Và thanh niên ngồi trong xe đó đi đến xe của Cotton để hỏi xem anh đang muốn đi đâu, tìm ai. Ánh mắt của cậu thanh niên này theo tôi cảm thấy là khá vô hồn. Anh sau khi biết được Cotton muốn đến nông trại sâu phía cuối đường thì cậu thanh niên đã nói họ nên quay lại rồi cút khỏi nơi đây. Cotton cảm ơn rồi lái đi thì cậu ta cúi xuống nhặt một cục đất rồi chọi liên tục vào kính sau xe. Phải chăng có thế lực hắc ám đã sai khiến cậu ta làm vậy? Chúng ta tiếp tục theo chân Cotton đến nông trại của gia chủ bị ma ám. Cuối cùng thì cả ba người cũng đã đến nơi, được người bố ra đón tiếp.
Xã giao được một lúc thì Cotton gặp lại cậu thanh niên trọi đất khi nãy. Thì ra anh ta tên là Caleb, con trai cả của gia đình này. Người bố và cậu con trai cảm thấy không thoải mái lắm vì có máy quay, vì thế cậu con trai mới hành xử kỳ quặc như vậy. Hoặc rất có thể họ đang che giấu điều gì đó nên mới có lối hành xử vô cùng khó chịu như vậy. Giờ thì bắt đầu vào việc. Cotton có vẻ như đang khởi động bằng việc làm công tác tư tưởng cho người bố. Ông ấy lúc này giơ hai tay ra trong tư thế cầu nguyện. Rồi Cotton ra hiệu cho cameraman là mọi chuyện đang đi đúng hướng. Sau đó ông bố dắt ba người đến chuồng ngựa và đàn gia súc nuôi cùng. Thì ông liệt kê ra hiện đang mất hai con dê, một con bò và vài con gà. Những động vật khá trùng khớp với lễ vật hiến tế, hoặc là những món ăn mà quỷ ám rất thích. Còn một con bò thì bị xé toạc rất nham nhở. Và ông bố cho rằng con gái Neo của mình đã thực hiện điều này. Cotton ngỡ ngàng vì anh không đọc kỹ nội dung bức thư, nên anh nghĩ mình sẽ đến trừ tà cho người lớn. Nhưng thực chất giờ đây anh phải làm lễ trừ tà cho một cô bé 16 tuổi. Định mệnh đã sắp đặt anh phải dấn thân vào công việc lần này. Như đã nói ở trên, anh rất coi thường việc trừ tà cho cả trẻ em lẫn người lớn, đặc biệt là trẻ em, khi vụ việc cậu bé 10 tuổi kia gặp tai nạn trong lúc làm lễ. Nên Cotton không thích làm việc với trẻ em, có thể vì nó dễ gây sang chấn cho bản thân anh cũng như đứa trẻ. Khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng, nhưng không vì thế mà anh bỏ về. Người bố đem ra chiếc váy dính đầy chất lỏng màu đỏ và nói rằng cô bé chẳng nhớ gì về sự kiện đêm qua, cộng thêm một dấu hiệu của việc bị chiếm hữu bởi thế lực khắc ám. Ông bố cũng muốn hỏi thêm, nhưng thấy cô càng tỏ ra khiếp sợ nên đánh thôi. Sau đó Cotton cùng hai quay phim đến gặp Neo và được cô bé dẫn vào phòng, một căn phòng của một con chiên ngoan đạo chuẩn chỉ. Cotton phỏng vấn cô về sự kiện vừa qua thì cô nhấn mạnh cô không nhớ gì cả. Tuy có nghe bố cô kể lại nhưng bộ nhớ thực sự chẳng lưu lại được gì. Với những biểu hiện này thì có thể Neo đang ở hai hoàn cảnh. Một là cô đúng là bị thế lực khắc ám control, hai là cô bị mắc bệnh tâm lý. Sau khi phỏng vấn sơ bộ ông bố Louis và Neo thì chúng ta có một bức tranh về gia đình nhà Neo như sau. Sau khi người mẹ, người có vai trò quan trọng trong gia đình mất đi, đã tạo ra những sóng gió tinh thần lớn cho các thành viên còn lại. Theo lời Neo chia sẻ thì Caleb đã rất suy sụp và có những dấu hiệu hận đấng tối cao. Còn người cha Louis thì mất niềm tin vào khoa học và ông cũng bắt đầu đi theo ánh sáng của Chúa. Thêm một dấu hiệu ma quái đáng chú ý nữa là khi sinh thời, người mẹ có cho Neo một cây thánh giá, nhưng nó làm bỏng cô bé nên Neo không còn giữ nó bên mình nữa. Để giữ cho phim tài liệu mạch lạc về mặt khoa học và vạch trần sự trừ tà, Cotton đã phân tích những chi tiết trên như là một phản ứng sinh học bình thường. Và Neo có thể chỉ là bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài nên mới có những hành vi đi lang thang rồi làm cái này cái kia một cách vô thức. Giờ thì Cotton chính thức bắt đầu thăm dò tình trạng của Neo trước mặt mọi người, hoặc có thể nói là chuẩn bị diễn một vở kịch đầy thuyết phục trước mặt Louis và Caleb. Cotton thử sự tồn tại của con quỷ trong cơ thể Neo bằng cách nhúng chân cô vào xô nước bình thường. Nếu có sự tồn tại của quỷ dữ thì nước sẽ đột nhiên thay đổi nhiệt độ, nếu không thì mặt nước trong xô sẽ tĩnh lặng. Và rồi xô nước bắt đầu sôi sùng sục. Mặc dù không có bếp ga hay thiết bị làm nóng gì bên dưới, những người có mặt ở đó đều tin sái cổ. Đối với Cotton thì đó chỉ đơn giản là một màn ảo thuật nhỏ nhỏ thôi. Cotton kết luận chúng ta nên làm một lễ trừ tà ngay và luôn để tránh hậu họa về sau. Trước khi hành lễ thì Cotton cho Louis xem nguồn gốc và sức mạnh của con quỷ tên là Abalam đang chiếm giữ linh hồn của bé Neo đáng thương. Đây là một trong những con quỷ thuộc hạng top server trong cuốn sách. Cách duy nhất để hạ gục nó chỉ có thể là trừ tà. Chỉ ít là Cotton nghĩ như thế, vì anh đến đây để thực hiện điều đó mà. Vào buổi tối anh xách đồ nghề của mình, rồi lắp đặt chúng ở khắp nơi trong phòng của Neo, cốt là để chuẩn bị cho một màn trình diễn ma quỷ xuất hiện hoành tráng. Buổi lễ trừ tà chính thức bắt đầu. Màn trình diễn là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh sống động, đồ vật chuyển động rùng rợn, ánh sáng le lói dần chơ tắt và chốt hạ bằng cây thánh giá từ từ nhả khói, nhằm ám chỉ thế lực khắc ám đã bị chế ngự. Tất cả những hiện tượng đó đều được Cotton biên hết từ trước rồi. Công việc đã xong, Cotton nhận tiền rồi chuẩn bị ra về. Trước khi ra về, anh cũng để lại lời căn dặn cho Louis rằng Chúa đang nhắc nhở ông hãy cố gắng tìm cách vượt qua nỗi đau mất vợ và hãy bỏ rượu để tránh hậu họa về sau. Đương nhiên ông bố nghe răm rắp, rồi sau đó tiễn Cotton và hai người quay phim đi. Họ trở về phòng trọ trên đường đi để nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối, và rồi họ sẽ lên đường vào sáng hôm sau. Trong lúc Cotton chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện Neo đang ngồi trong phòng mình một cách rất là thẫn thờ. Họ không biết cô bé đã đến đây bằng cách nào, nhưng khi ở trong phòng cô bé còn có những hành vi rất không bình thường, nôn mửa, nhìn tay, bắt đầu thoát y. Thế luôn, thằng nào bán đồ dởm vậy. Ngay lập tức Neo được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát để xem cô có bị thương tích gì hay không. Cotton thì đề xuất kiểm tra sức khỏe tinh thần cho cô bé, nhưng Louis từ chối làm điều đó. Ông chỉ đến ký giấy xác nhận xuất viện để đưa con gái về nhà mà thôi. Cotton cùng Louis trở về nhà để phân tích tình hình. Nhà truyền giáo tiếp tục thuyết phục người cha cho Neo đi kiểm tra tâm thần. Còn Louis thì cứ khăng khăng bác sĩ chả giúp ích được gì cho cô bé, vì đám bác sĩ không làm được gì để cứu vợ của ông. Cuộc tranh luận dần đi vào ngõ cụt, nên Cotton quyết định tìm đến mục sư địa phương tên là Manly nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Mục sư ở đây nơi Neo từng đến để học vào chủ nhật cũng nắm khá rõ tình hình gia đình nhà Louis, nên ông nói miễn sao Cotton thuyết phục được Louis đồng ý cho ông đến thì ông sẽ hoan hỉ đến ngay, đồng thời mời người bạn bác sĩ tâm thần cùng đến để thăm khám cho Neo. Nghe đến đây thì Cotton khá an lòng nên đã nhanh chóng quay lại nông trại nhà Louis để thuyết phục ông. Vừa đến nơi anh thấy ông bố đã kéo Neo lên phòng. Vào nhà thì Cotton phát hiện Caleb đang bị thương khá nặng, và vết thương đó là do Neo làm cho lúc hành xử vô thức. Caleb lúc này không thể nói chuyện vì anh đang bị khóa mõm bởi vết thương khá sâu, nên cậu đã ghi ra lời nhắn cho Cotton và hai người quay phim.
Sau khi lo xong cho Neil thì Louis xuống nhà để chở Caleb đến bệnh viện để chăm sóc cho vết thương. Còn Cotton và hai người sẽ ở lại để trông coi Neil và con quỷ bên trong cô. Đừng để cô bé một mình với anh đấy, là lời nhắn của Caleb để lại cho Cotton. Đi lên phòng Neil thì Cotton phát hiện cô đã bị bố xích lại. Ngay lập tức anh tìm cách để gỡ xích cho cô, rồi hỏi Neil chuyện gì đã xảy ra. Tương tự như những lần trước, cô không nhớ gì cả. Biết rằng sẽ không thể hỏi được gì thêm, nên Cotton đành phải đưa cô bé trở về phòng để nghỉ ngơi. Những chuyện vừa xảy ra là điềm báo cho những hiện tượng kỳ bí bắt đầu. Trời bắt đầu tối dần, cũng là lúc con quỷ hiện hình để quấy phá. Lúc Cotton và hai người quay phim đang ngồi nghỉ dưới nhà thì họ nghe tiếng em bé khóc. Họ tức tốc chạy lên lầu thì thấy Neil đang đứng hòa mình vào bóng đêm tối mịt như một con quỷ chờ mồi. Tôi đang nghĩ đoạn này sẽ kinh dị lắm, nhưng mà may cho trái tim bé nhỏ này là không. Neil chỉ đi chậm rãi vào nhà vệ sinh rồi nhấn nước một con búp bê trong bồn tắm. Cotton trấn an Neil rồi đưa cô trở về giường nằm ngủ. Anh vô tình phát hiện bức tranh có nội dung khá nổi da gà, rất là foreshadowing cho những gì sắp diễn ra. Lúc Cotton và hai người quay phim đang ở trong nhà tắm thì cô gái đi cùng đã thu được một số âm thanh kỳ lạ, rất nhiều tiếng Latin, tiếng em bé khóc toé lên. Trước thời điểm này, Cotton vẫn đinh ninh về quan điểm khoa học của mình, nhưng khi nghe và chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ đó, anh bắt đầu có nghi ngờ về sự can thiệp của thế lực hắc ám. Sau khi rửa mặt để tỉnh táo, Cotton và cô phóng viên nghe tin nhắn thoại của bác sĩ ở bệnh viện về việc Neil đã có thai sau những xét nghiệm ở bệnh viện. Họ cho rằng Neil đã bị Louis hấp diêm dẫn đến mang thai, nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở suy đoán thôi. Mặc cho những tranh cãi, Cotton đề nghị cả ba nên nghỉ ngơi vì sáng giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Máy quay vừa tắt thì đột nhiên mở trở lại, ghi lại cảnh đôi chân đang bước đi. 99,666% đôi chân ấy là của Neil, vì đôi giày cô đang mang cộng thêm dây xích. Neil đặt máy quay lên bàn trước gương, rồi cô vặn vẹo khuôn mặt mình, như thể có một linh hồn bên trong nào đó muốn kiểm chứng bản thân đang hiện hữu. Máy quay lại tắt rồi mở lại, lần này là cảnh quay trong buồng gia súc. Tôi sẽ không kể thêm chi tiết diễn biến xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ có thể nói là Neil đã hành động y như những gì cô bé đã vẽ trong bức tranh mà Cotton đã phát hiện trước đó. Sau đó Neil xách cái máy quay đang hư lens trở về nhà. Cô chuẩn bị đi đến chỗ Cotton nằm nhằm thực hiện hành động trừ khử thì Cotton giật mình tỉnh dậy rồi đánh thức cô. Neil lập tức trở về trạng thái cũ và vẫn mất trí nhớ. Sau khi cô phóng viên và chàng trai quay phim sửa lại máy quay thì Cotton gọi hai người lên phòng nghỉ, vì anh đã phát hiện những bức tranh có nội dung tiên tri trước tương lai có liên quan trực tiếp tới họ. Một tương lai cả ba đều sẽ hẹo theo những cách rất tàn bạo. Anh quay phim tỏ ra khá lo lắng khi xem những bức vẽ, vì tôi nghĩ chả ai lại bình tĩnh trước hình vẽ bản thân bị như vậy. Cotton nhốt Neil ở trong phòng một mình, nhưng một lúc sau họ lại nghe có đến hai người đang nói chuyện ở trong phòng. Cotton từ từ bước vào phòng để chất vấn Neil. Đương nhiên cô lập tức phủ nhận, nhưng ánh mắt của cô bé lúc này đã không còn như trước. Và rồi Louis đã trở về từ bệnh viện. Cotton cho ông bố nghe tin nhắn thoại của bác sĩ thông báo về cái thai trong bụng Neil. Ông bố nghe xong liền nghĩ ngay đến lời sấm trong cuốn sách của Cotton về con quỷ kia đang làm ô uế con gái mình bằng cách nhét cái thai vào bụng cô. Cotton ra sức thuyết phục ông bố rằng con gái ông cần được khám bác sĩ ngay, vì nếu không Neil sẽ gặp nguy hiểm. Louis nghe đến bác sĩ thì bắt đầu kích động, nói rằng nếu Cotton không thực hiện thêm một buổi trừ tà nữa thì ông sẽ đuổi cả ba ra khỏi nhà ngay lập tức. Rồi Louis chạy thẳng ra mồ của vợ để làm gì đó. Cả ba ở trong nhà đang lên kế hoạch để đưa Neil bỏ trốn thì lúc này đèn trong nhà đột nhiên tắt hết. Họ nghe những tiếng động lớn phát ra từ phòng Neil nên vội vã chạy lên lầu. Cotton mở khóa chạy vào phòng thì không thấy Neil đâu, chỉ thấy phòng tự nhiên rối tung. Sợ rằng Neil đã nhảy ra ngoài cửa sổ vì thấy cửa sổ mở toang, nhưng tìm một lúc thì thấy Neil đang ngồi trên đầu tủ. Một lần nữa ánh mắt cô bé bắt đầu vô hồn dần, như thể đây không còn là Neil nữa. Cotton đưa Neil xuống thì bị cô tấn công vào tay rồi chạy biến mất. Cả ba ráo riết đi tìm nhưng chẳng thấy cô đâu. Khi định lên xe đi báo cảnh sát thì Neil xuất hiện ngồi ở bậc thềm trước nhà, giả vờ mất trí nhớ để một lần nữa tấn công Cotton. Chưa xử lý xong Neil thì họ lại chạm trán với bố cô bé đang lăm lăm vũ khí, sẵn sàng dùng vũ lực để giành lại con gái. Trước tình hình đó, Cotton đành phải nương theo Louis để tránh ông làm bậy rồi gây hại đến Neil. Giờ anh phải thực hiện thêm một buổi lễ trừ tà nữa. Và lần này buổi lễ trừ tà thực sự diễn ra mà không có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Tôi nghĩ Cotton làm vậy để bảo vệ Neil. Anh ta lần này thực sự dồn hết tâm trí và niềm tin vào Chúa để thực hiện buổi trừ tà lần này. Tại chuồng gia súc, nơi mọi chuyện bắt đầu, Neil bị xích. Sau một hồi xây dựng niềm tin, Cotton đã được cô bé tin tưởng giao phó cơ thể để anh làm lễ đẩy lùi thế lực hắc ám. Những diễn biến sau đó thực sự là kinh hoàng. Con quỷ đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể Neil. Nó vặn vẹo cơ thể, tiếng xương kêu răng rắc vô cùng ghê rợn, rồi đối chất với Cotton trong hình hài kỳ dị. Nó nói mình là Abalam, còn Neil hiện tại đã bị vứt vào lửa dữ. Nó còn đe dọa Cotton cũng sẽ sớm vào đó chung thôi. Chứng kiến con gái bị quỷ tà nuốt chừng, Louis bắt đầu hoang mang. Cotton lập tức trấn an tinh thần ông rồi bắt đầu đọc kinh, nhưng có vẻ nó không có tác dụng với con quỷ này cho lắm. Ít ra là cũng khiến nó điếc tai mà phải deal với Cotton cái kèo là anh phải cầm mồm trong 10 giây thì nó sẽ thả Neil ra. Sau đó nó bắt đầu tập đếm với từng ngón tay của Neil bị bẻ. Không thể chịu được sự tra tấn về tâm lý này, Cotton mở mồm nói dừng lại, anh đã thua. Giữa lúc ấy con quỷ đề nghị rủ Cotton ăn bún cua. Hả? Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cotton cuối cùng cũng đã hiểu được những gì đang xảy ra, liền ôm lấy cô bé và vỗ về, đồng thời yêu cầu tổ quay phim dừng lại. Sáng ngày hôm sau, Cotton bước ra khỏi phòng của Neil, đã tiết lộ cho Louis chuyện của con gái ông.
thực tế chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Neo biết mình có thai nên đã dựng lên tất cả để che giấu sự xấu hổ. Còn tác giả của tác phẩm ấy là Logan, một đồng nghiệp cũ của cô bé trong quán cà phê. Ban đầu Louis không tin, nhưng khi nghe những gì con gái kể lại thì tất cả với ông thực sự đã sụp đổ. Sau khi trấn an được người cha, Cotton gọi điện cho mục sư Manly để tiếp quản những việc mà anh đang làm dở, đồng thời ban phước cho Neo. Cotton đến đây đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi lên xe trở về nhà. Trên đường đi, anh ghé lại quán cà phê mà Neo nhắc đến để tìm xem người mà làm Neo ra nông nỗi này có diện mạo trông như thế nào. Sau một hồi nói chuyện, khứa Logan kia lại kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác. Logan có nói chuyện với Neo nhưng đi xa hơn thì không, vì anh không có hứng thú với cô. Cụ thể khứa này là lẩu gà Bình Thuận. Logan có nói thêm, anh gặp cô tại buổi tiệc dành cho những người trẻ 16 tuổi trong vùng do mục sư Manly tổ chức vào mùa hè năm ngoái. Cotton thấy có gì đấy sai sai ở đây. Trước đó rõ ràng gã mục sư nói mình đã không gặp Neo trong vòng 3 năm. Ngay lập tức nhóm Cotton phi ngay xe về nông trại. Vừa đến căn nhà, cả ba thấy có điều gì đó không ổn. Căn nhà tối đen như mực lại còn bị khóa trái cửa. Đi vào trong nhà, Cotton phát hiện căn nhà bị vẽ đầy những ký hiệu Satan. Rõ ràng là đã có chuyện không hay xảy ra. Ra ngoài sân, họ lại nghe thấy tiếng hét thất thanh. Khi đi đến nơi mà tiếng động phát ra, họ thấy một nhóm người đang thực hiện buổi lễ hiến tế nào đó. Camera đôi lúc bị nhòe bởi những hình ảnh ma quái. Zoom cận hơn thì họ phát hiện ra tất cả gia đình Louis đang có mặt ở đó để chứng kiến Neo hạ sinh một bào thai quái dị. Tên mục sư Manly từ từ dâng cao bào thai đó vào ngọn lửa đang cháy lớn. Ngửi thấy mùi sẽ có chuyện không may xảy ra. Cả hai người quay phim liên tục đốc thúc Cotton quay đầu lại, nhưng anh vẫn đứng chờ ra, một phần vì muốn cứu Neo, một phần vì lúc này anh đang ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cotton lúc này cầm chặt cây thánh giá rồi cầu nguyện. Sau đó anh giơ cao thánh giá rồi đi thẳng về phía ngọn lửa. Ngọn lửa đang dần thành hình hài của một con quỷ có sức mạnh ghê gớm. Hai người quay phim nghe bọn người kia gọi tên chuẩn bị rượt theo thì họ lập tức bỏ chạy thật nhanh. Xui cái là cô gái bị bắt lại trước rồi bị đám người kia xử đẹp. Anh quay phim chạy được một lúc thì bị cây lớp chặn lại, rồi anh cũng có kết cục như cô gái kia. Hết phim. Đối với tôi, đây là một phim kinh dị hay, là một bộ phim xây dựng jump scare đúng lúc cộng thêm âm thanh rùng rợn rất phù hợp. Nó sẽ khiến người xem sợ khiếp vía hơn khi phim dựa trên câu chuyện có thật. Còn bộ phim sử dụng phương thức quay found footage này có thể sẽ khiến cho người xem đổ mồ hôi hột, giấm đài vì độ chân thực nổi da gà của nó. Ít nhất là với người viết script này thì sợ gần như thế. Thêm một điều đáng chú ý mà tôi muốn nói về bộ phim này, đó là nhà làm phim đã giải một số chi tiết nhắc nhở về giáo phái thờ Satan trong khu vực. Người đàn ông cảnh báo về giáo phái kỳ lạ ở đây, nhà thờ gần nhà Neo. Trong hội trường treo poster có đề chữ He is risen, dấu hiệu gợi nhắc sự trỗi dậy của quỷ dữ. Cậu anh trai Caleb hận Chúa sau khi mẹ qua đời. Cái chết của cả ba diễn ra y hệt như bức tranh mà Neo đã vẽ từ trước. Vậy rốt cuộc buổi trừ tà đã diễn ra thành công hay là không? Hay buổi trừ tà này chỉ là kết quả của sự sắp đặt để triệu hồi con quỷ Abalem do hội thờ Satan kia đã lên kế hoạch? Cảm nghĩ của bạn như thế nào sau khi xem xong video cũng như bộ phim này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.